Đồng mỏ chỉ làng có ai lên đồng mỏ chỉ làng ta nhớ người nữ tuyệt nó cứu dân lờ biển chiều. Thank you.
mười phương cô chi bày dâng hương miền chầu niềm từ bi ơi hà siêu quang minh chứng đàn duyên ngã tiếp đẳng cũng giảng anh cùng quang thân thần thánh chúa tiên thượng thường bài sai tam tướng sơn trang chúa mường chúa ban bát ngàn mê mái hoa bậc thần thông dũng ngoài thấy là sinh quật triệu quật châu ác ca mình đồng giúp dân lập lòng ấp trong vùng mò ia tài cung kiếm vang danh nữ kiệt về tài cung kiếm vang danh nữ kiệt nơi trần tiền châu lâm liệt oai phong danh danh tiếng đồ nam bắc bắc tây đông châu mười đất đồng mỏ có chiến công kiên cường đình phóng công rước châu về ngự đất sơn trung
đi dẹp giặc, có quân lính thăng đi hàng đầu lệnh chầu truyền hiệu triệu khắc châu. Xưa chỉ bốn lo năm vương thành xa hồi. Con vua thứ hai Đức Triệu là con vua thứ hai đời lê thái tổ quản cai triều đình.
sơn khuya nhang khói kinh sông phục thờ trong kinh có chữ nam mô khai quan song nhan cấp cờ diệu quang minh chúng đàn duyên ngã tích đẳng cùng sang kim phụ hoàng ân phận thánh chúa thiên trung vương. Giáng đứng bản đền hoàng về giáng đứng bản đền sau là xin hay chứng tâm lòng thành độ cho bách họ bình an. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dài quay sơn đi khởi vận đi hoàng đồ sắc vàng trói trói ngàn thu lầu son phủ tiễn nếm mùi phóng nguyện nó đó là cảnh thân tiên coi băng địa vẫn vẫn lưu truyền mà cổ tích quân lúc đương thời làm tướng trung trung thần dốc dốc lòng ngày yêu nước thương sân ni vẫn vẫn còn truyền cùng giang kinh
phụng hoàng cận thành chúa tiên trung vương. Sơ dâng lên cung kính mẫu thừa huệ dâng mời là mời dâng ông bảy hoàng sơi a sơi dâng quan hoàng sơi những tượng mà kim bàn trà liên tâm hiện ý tưởng kim bàn dâng trà mà mẫu đơn cùng trà mà long tỉnh để lúc lúc mắt thừa nhàn ông ngồi mà hiên vui dâng lên cung kính mẫu các cô mà nâng mời rước ông bảy hoàng sơ hồng trà ba chén quyến mời thành hương minh vị ngọt bùi thì chân a chân a chân ngọt bùi thì ông
bầy làng con thường để đức vua cha. Hoàng giáng tài sơn lâm, ông chấn đất bào diệt màu hồng hào tươi khỏe ngọc dùng dùng y tươi tốt khác nào khi vui cung thiêm sáng nay về đồng ông bảy lắng nghe văn con đàn hát nhà thu nhà hiên lúc ẩm trà trà tàu thuốc là quan hoàng bày thường thích thuốc cống với kẹo xìu ông hiên lúc thành thôi hoàng nhằm ai lên đất ý a hà bảo ôi hà bảo hà đêm bụi phong quyền ý cùng châu báu ông mày nào ngại có thiếu gì đâu họ đinh con nay đã nhất tâm lễ bái bắc xa kêu cầu khi mà được đặt lễ ông bảy đã gật gật đầu ông mới ban cho nay bà tiền nề ông cất trong kho nay bà tiền hoàng xếp mở đầy kho ghế họ đinh hôm nay mà đắt lễ ông mời mà mở kho ra cho bà tiền quan trăm họ chúng con về cầu phúc nghi cầu duyên mà ngày mà hôm nay bách ra mà trăm họ chúng con về đây xin cầu phúc nghi cầu duyên khi mà được đắc lễ sĩ ông mà bảy liền hãy ban xa hoàng nhằm ai lên đất ý hà bảo hà ô mi hà bảo hà lên ngồi phong nguyệt ý thần tiên đi bảo hoa
về gót hoa ông trở về chứ tòa mà bích độc nay ông dở về hầu cửa mẫu hoàng đến đây hoàng giờ mà sách xa thấy chữ để rằng đức nặng tương nghĩ tuy rằng quan hoàng bảy ngày có say ông say chỉ một tí một tí một tí một tí với đời nhưng ông bảy khuyên ai hay giữ trọn đạo mà là người về cửa mẫu đây nhớ lấy chữ gì đã là hơn đi cả
kia bóng hồng, bóng hồng cô đồn mình non xanh, trắng in trên mặt nước long lanh, suối vàng đôi gót sen cô dâu tuổi dạo ngàn, hoa phố mà sắc thắm lụa làm xa trời. Chín về đồng làm lễ tuần nhang, thơm tay dân nhang tâm thành cô làm lễ chín mười phương tay nhang hộ chỉ cho thành độc họ định cùng bách gia chăm họ chúng con may được đắc lộc đắc bình an. Mười tám đôi hai của chúng mình, mười tám đôi hai hình dung nhan sắc như hàm tố ngà lực ngọc ngọc mắt thiệp xa ngà. Múa quạt là múa cờ cô chim về đồng cô quạt múa cờ cùng múa quạt thì quạt mát đi múa quạt thì quạt mát lúc cô múa cờ cờ bay thì đang tình à đang tình tình ta ơi à gió lộng giang hà cô chín quạt cho gió lộng giang cho nam nữ trẻ cùng già đắc độ bình an tình tình ta tình à ta tình tình ta đền thờ cô có khung người bằng vàng thoi nga nặng bạc cô chín ngự đồng cô ngồi dệt gấm gấm thiếu hoa tình tình đàn tình cô chín cô thiếu hoa cô thiếu người tình tình đàn tình, tình. Mà xin thành trong để mẫu sòng tình 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 tàn tình à tàn tình tình tàn
đông cuồng ba cô bé hôm nay cô sáng đi đền ở vui sông Thảo thác hồ trước gầy
có phong bạch ngọc tay nga mà uốn khúc quạt thành phong áo lụt mà xinh ghê đầy ngàn hoa quả xung xuê mão đậu hoa quả tiến về đồng cung ơi. Đường thêm thầy thay để đền đông đông cung đức đại càng tôi lính kia nhấp nhấp nhô có con ba ta lượt ở trước gần nhà đi.
hương đô trì, tay sấm nhạc tưởng niệm từ bi. Xuống suối suối ơi suối chảy xì xào hoa mận bông hoa đào nở rộ trên cao. Nghe con mai rừng, nghe con mai rừng bên đồi gọi bạn, bước chân cô chẳng hoàng quan dặm đường dài tiếc bụi trên vai thế ngàn cô đi hai. Son la la, son la, son la, do.
loan xã cô mừng đền vâng lấy mẫu truyền cô giang phúc trừ tài cô nay về tiếp lộc cô ban tài vương ngọc gầy ngang treo leo bước chân cô qua đèo bước chân cô qua suối bản làng thế đôi núi rất tốt quan lên làm xuống phố cậu bé giỏi giang hay về cứu người đời môi đỏ mình như son miệng cậu bé tôi cười đẹp như bông hoa nở cậu bước mang cậu vừa nhỏ ý, lại vừa xinh mà khen thay một thú duyên tình cậu hoàng về làm đế cuối cùng nhất cậu ba
xin cả nhà một tràng pháo tay hoan hô chúc mừng